Xin chào các bạn, trong nội dung video ngày hôm nay, Thảo Dược 24h.com xin giới thiệu với các bạn mẫu mã sản phẩm Khu Phong Kỳ Xà Hoàn, hay còn được gọi là Khu Phong Kỳ Xà Hoàn. Là một cái sản phẩm để điều trị các cái chứng phong thất đau nhức xương khớp của Malaysia. Thì nội dung video này, Thảo Dược 24h.com xin giới thiệu với các bạn mẫu mã sản phẩm, cũng như là giải thích vì sao sản phẩm lại có cái chống chỉ định, tức là kiêng một số những cái thực phẩm trong cái quá trình sử dụng Khu Phong Kỳ Xà Hoàn, cũng như là cái thời điểm uống Khu Phong Kỳ Xà Hoàn là hợp lý. Thì Khu Phong Kỳ Xà Hoàn được bào chế dưới dạng viên bọc đường màu cam, và một hộp thì sẽ có 30 viên bọc đường. Công năng của Khu Phong Kỳ Xà Hoàn là khu phong trừ thấp, thư gân hoạt huyết, và được sử dụng gọi là chủ trị đó ạ, trong các cái trường hợp đó là phong thấp đau nhức xương khớp, viêm khớp cấp và mãn tính, hoặc là những cái trường hợp như là tay chân bị tê, tay tê chân, hoặc là các trường hợp đau lưng, đau dây thần kinh tọa, hoặc là các trường hợp đau khớp gối, hoặc là đau bả vai và viêm đa khớp. Về liều dùng của Khu Phong Kỳ Xà Hoàn thì là dùng là 1 đến 2 viên một lần và sử dụng 2 lần trong một ngày. Như vậy liều trung bình của Khu Phong Kỳ Xà Hoàn sẽ là 2-4 viên một ngày. Một lọ 30 viên thì có thể dùng ở cái thời gian sẽ là từ 7 ngày cho đến 15 ngày tùy liều dùng. Đối với cái thời điểm uống Khu Phong Kỳ Xà Hoàn thì chúng ta lưu ý như sau. Khu Phong Kỳ Xà Hoàn là thuốc để điều trị bệnh xương khớp, có cái tác dụng khu phong trừ thấp. Chính vì vậy thời điểm uống ở đây theo hướng dẫn của nhà sản xuất là chúng ta sẽ uống thuốc sau ăn. Thì theo quan điểm đông y, những cái thuốc mà uống sau ăn ấy thì thường là chia thành hai nhóm chính, đó là thuốc bổ thì chúng ta sẽ uống trước ăn, còn thuốc bệnh thì chúng ta sẽ uống sau ăn. Đối với bệnh lý xương khớp thì các cái thảo dược nó có thể là những cái thảo dược có tác dụng dược tính mạnh. Do đó là khi mà chúng ta uống sau ăn thì làm cho dược chất nó tránh bị hấp thu quá nhanh dẫn tới trúng độc. Vì vậy là cái thời điểm uống các cái thuốc khớp thì thường là hay uống sau ăn. Và cụ thể đối với Khu Phong Kỳ Xà Hoàn thì nhà sản xuất có hướng dẫn là uống sau ăn. Thứ hai nữa là về chống chỉ định thì trên hướng dẫn sử dụng có ghi là kiêng ăn củ cải trắng hoặc là đậu xanh và rau má. Thì theo đông y thì trong nguyên lý y học cổ truyền thì sẽ có một số vị thuốc mà tương kỵ với một số thức ăn, có nghĩa là khi chúng ta dùng vị thuốc này kết hợp với thức ăn thì nó sẽ làm giảm hoặc là mất tác dụng của cái thuốc đi. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải kiêng kỵ. Một số ví dụ về cái sự kiêng kỵ về nguyên lý y học cổ truyền trong đông y như là chúng ta dùng hà thủ ô chẳng hạn, thì chúng ta phải kiêng ăn các loại cá không có vảy, ví dụ như là lươn, trạch hay là cá trê. Hoặc là khi mà chúng ta sử dụng những cái bài thuốc mà có vị thuốc bạc hà thì chúng ta phải kiêng ba ba. Hoặc là ví dụ chúng ta sử dụng vị thuốc có ké đầu ngựa thì chúng ta phải kiêng thịt lợn. Theo cái hướng dẫn của sản phẩm Khu Phong Kỳ Xà Hoàn này ạ, thì trong thành phần của Khu Phong Kỳ Xà Hoàn có 11 vị dược liệu, trong đó một số vị dược liệu như sen chin từ sao hay là luo chua từ sao ấy, là những vị dược liệu được phiên âm từ tiếng Trung Quốc sang. Chính vì vậy đó là cái nó không phải là biết theo tiếng Latin, tức là tên quốc tế của dược liệu. Do đó là những cái vị này là vị khá là bí truyền của nhà sản xuất. Nên là mặc dù là gì ạ, nếu chỉ nhìn vào công thức thì một nhà chuyên môn nếu nhìn vào cái tên Latin của các vị dược liệu thì cũng sẽ chưa thể biết được sen chin từ sao hay là luo chua từ sao này là có cái công dụng gì, bởi vì là đây là tên theo cái công thức gia truyền của nhà sản xuất chứ không phải là tên Latin theo quy chuẩn quốc tế. Thế thì theo hướng dẫn của Khu Phong Kỳ Xà Hoàn thì chúng ta sẽ kiêng những cái thực phẩm như là củ cải trắng, đậu xanh và rau má. Bởi vì là khi sử dụng những cái vị thuốc này nó có thể làm mất cái tác dụng của vị thuốc
nào đó ở trong cái bài thuốc mà khi chúng ta sử dụng khu phong kỳ xà hoàn. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý là nếu uống khu phong kỳ xà hoàn thì các bạn nhớ kiêng ăn củ cải trắng, đậu xanh và rau má. Thứ hai nữa là khu phong kỳ xà hoàn thì chúng ta nên uống cùng với nước ấm. Bởi vì uống cùng nước ấm thì nó sẽ tăng cái khả năng hòa tan các cái dược chất và tăng cái khả năng hấp thu dược chất và đem lại cái tác dụng tốt cho người dùng. Thì như vậy là qua cái video ngắn này thì Thảo Dược 24h.com đã giới thiệu mẫu mã khu phong kỳ xà hoàn, một cái sản phẩm điều trị xương khớp của Malaysia, đồng thời cũng lưu ý với cả các bạn về cách dùng. Đó là thời điểm dùng, thứ nhất là chúng ta sử dụng sau ăn, thứ hai là chúng ta sử dụng cùng với nước ấm, và thứ ba đó là chúng ta kiêng một số những cái thực phẩm trong quá trình ăn như là củ cải trắng, đậu xanh và rau má. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.